Chưa tròn đầy 20 ngày năm mới, một bí mật động trời của showbiz xứ Trung vừa bị phanh phui, khiến một nữ thần tượng hàng đầu rơi xuống đáy. Cái tên này chắc hẳn sẽ không lạ với những khán giả thường xuyên theo dõi tin tức về giới giải trí tại đất nước tỷ dân, nữ thần thanh xuân Trình Sảng. Trình Sảng từ một nữ diễn viên luôn được nhắm vào những vai diễn ngây thơ, ngọt ngào và dịu dàng. Vậy nhưng chỉ trong vòng 4 ngày, những tin tức rúng động chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử showbiz Hoa ngữ được truyền thông khai thác dồn dập. Không chỉ có hai nhân vật chính là Trình Sảng và Trương Hằng bị mổ xẻ các mối quan hệ, bố mẹ hai bên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của cặp đôi thị phi cũng bị liên lụy. Điều đáng nói, giữa bê bối này, Lee Jong-suk, Mỹ Nam Hàn Quốc lại bị réo tên trên mọi mặt trận vì nghi vấn tình ái rối ren với nữ diễn viên trong quá khứ. Kết quả vào ngày 21 tháng 1, quản điện chính thức ra thông báo phong sát nữ diễn viên. Kể từ giây phút này, Trình Sảng thân bại danh liệt. Sau nhiều năm gây dựng tên tuổi với hàng loạt bộ phim đình đám như Cùng ngắm sao mưa băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hà Chí chưa đến, Trình Sảng sẽ không ngờ tên tuổi của cô sẽ đạt đỉnh theo chiều hướng tiêu cực ngay đầu 2021. Một trùng phốt trong quá khứ bỗng rơi xuống và phá hỏng hết những gì nữ diễn viên đã gây dựng, khiến khán giả cứ tưởng đây là những tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết nào đó ngập tràn drama. Nếu bạn chưa kịp bắt kịp tình hình, hãy cùng xem lại toàn cảnh vụ việc dưới đây nhé. Từng xác nhận hẹn hò trong quá khứ, ngày 18 tháng 1, Trương Hằng, một nhà sản xuất chương trình khá kín tiếng, đã tố bạn gái cũ, cũng có thể được gọi là vợ chưa cưới, có nhiều hành động đáng chê trách, chối bỏ quyền làm mẹ, kiên quyết phá thai dù đã được 7 tháng. Từ đây, bức màn của mọi chuyện bắt đầu được kéo xuống, phơi bày cho người hâm mộ cũng như khán giả bộ mặt thật của nữ diễn viên từng khiến vạn người mê bởi tính cách cũng như cách sống ngưỡng mộ. Theo đoạn ghi âm và nhiều nhân chứng, Trình Sảng và Trương Hằng từng đã kết hôn bí mật trong quá khứ và hai bên muốn có con với nhau. Tại thời điểm đó, cả hai quyết định sang Mỹ và sử dụng biện pháp mang thai hộ đang bị cấm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi thai nhi đã được 7 tháng tuổi, mối quan hệ giữa hai người bỗng cơm không lành canh không ngọt, dẫn đến rạn nứt và ly hôn. Là đứa con có máu mủ ruột thịt, Trình Sảng và phía gia đình vẫn kiên quyết phá thai, theo đoạn hội thoại từ file ghi âm, nhưng bị gia đình Trương Hằng ngăn cản vì đây là hành vi trái pháp luật. Yêu cầu không được chấp thuận, Trình Sảng và gia đình kiên quyết không nhận hai đứa trẻ, cũng như chối bỏ quyền làm mẹ. Mọi trọng trách gánh lên Trương Hằng và sau cùng, anh vẫn nhận quyết định nuôi hai đứa trẻ và nuôi nấng cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi Trịnh Sảng viết tâm thư đăng lên mạng xã hội, chỉ trích Trương Hằng là kẻ ngoại tình khiến cô khổ sở, thì một đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai bên gia đình họ lại tiếp tục được đăng tải. Theo như iFan tiết lộ, thì đoạn ghi âm này được chính bạn của Trương Hằng gửi đến cho báo, tiếp tục về việc cả Trịnh Sảng và bố mẹ cô đều không muốn giữ lại hai đứa trẻ. Trong đoạn ghi âm này, Trịnh Sảng vẫn giữ ý muốn giao hai con của mình cho người khác nuôi dưỡng và cho rằng đây là một hành động nhân đạo. Không chỉ vậy, cô còn nói với mẹ của Trương Hằng rằng, hiện tại cô không cần phải lo lắng gì cả. Nếu như sau này chúng cháu vẫn còn tình cảm, con cái vẫn có thể có lại. Trứng đa thụ tinh của chúng cháu vẫn chưa dùng hết. Những thứ này cũng có thể giữ lại được. Đoạn ghi âm kéo dài hơn một phút này chẳng khác gì lật tẩy chiêu trò tẩy trắng mà Trịnh Sảng và bố cô đã thực hiện. Trước đó không lâu, bố Trịnh Sảng còn cho biết gia đình không muốn chịu trách nhiệm với hai đứa trẻ. Tuy nhiên trong đoạn clip này lại thể hiện rất rõ ràng về việc gia đình ông từ chối quyền nuôi dưỡng. Với tình hình dịch bệnh hiện tại ở Mỹ và việc visa sắp hết hạn, Trương Hằng sẽ phải quay trở lại Trung Quốc trong thời gian tới. Điều kiện để anh có thể trở về nước cùng hai đứa con là mẹ ruột của chúng, Trình Sảng phải ký vào giấy khai sinh. Tuy nhiên một lần nữa, nữ diễn viên từ chối thực hiện làm việc này vì có thể nó ảnh hưởng đến danh tiếng của cô theo cách cô nghĩ. Con run xéo lắm cũng quăng. Trương Hằng quyết định phanh phui mọi chuyện từ việc kết hôn, ly hôn và cả việc nhờ người mang thai hộ tới công chúng. Với danh nghĩa chồng cũ, anh đã nhiều lần ngỏ ý yêu cầu Trịnh Sảng hợp tác để anh đưa hai con về Trung Quốc, tránh để chúng phải trở thành trẻ mồ côi ở Mỹ. Và như đã nói ở trên, nữ diễn viên vẫn quyết định từ chối và không chấp nhận ký giấy khai sinh cho hai đứa con. Sau cùng, hành động của Trương Hằng chỉ là vạch trần bộ mặt thật và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Tại sao Trịnh Sảng lại đi đến bước đường này? Có lẽ Trịnh Sảng sẽ không bao giờ quên ngày 18 tháng 1 năm 2021 khi cô đang từ một ngôi sao hàng đầu showbiz lại bị đẩy xuống vực sâu và đánh mất tất cả mọi thứ vì scandal. Công chúng đã rất bất ngờ. Bao năm nay, họ chỉ nghĩ Trịnh Sảng là một ngôi sao thẳng thắn đến mức vô duyên. Thường xuyên bị chê là IQ thấp, nhưng không ngờ lại có ngày cô làm nên chuyện động trời khó tha thứ. Tại sao Trịnh Sảng lại đi đến bước đường này? Trang Sohu và NextA đều cho rằng, những hành động điên rồ đến mức nhẫn tâm của Trịnh Sảng có lẽ xuất phát từ tuổi thơ không trọn vẹn. Mẹ của Trịnh Sảng có ước mơ trở thành diễn viên nhưng không thể thực hiện được. Chính vì thế bà đặt hết kỳ vọng của mình vào cô con gái bé nhỏ. Nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mới 5 tuổi, bà Trịnh đã để cô tham gia các lớp học piano, sáo, vũ đạo cùng một số lớp học khác mà không hề quan tâm con gái nghĩ gì. Khi đạt không chính xác, mẹ sẽ dùng chiếc cao gõ vào tay cô. Nhiều người cho rằng cách dạy dỗ con gái của bà Trịnh chẳng khác gì kiểu quản lý trong quân đội cả.
Sự nghiêm khắc của mẹ khiến Trịnh Sảng không dám khóc to. Cô kiềm nén và rất ghen tị với những người có thể thoải mái khóc lóc. Năm 12 tuổi, bố mẹ đã để Trịnh Sảng một mình từ Đông Bắc đến Thành Đô học vũ đạo với mục đích trau dồi tài năng nghệ thuật. Ở một thành phố xa xôi, không có người thân, bạn bè, phải sống cô đơn một mình khiến người nghe không khỏi bất ngờ. Ở trường, Trịnh Sảng bị bắt nạt và bạn học gọi cô là con bé Đông Bắc quê mùa. Nhưng cô không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng, chỉ có thể vừa khóc vừa viết ra trong nhật ký. Sau này ông Trịnh đọc được nhật ký và hỏi con gái vì sao không nói ra. Lúc ấy, Trịnh Sảng chỉ bảo, con có thể nói cái gì? Nói ra rồi thì bố mẹ sẽ bay đến Thành Đô an ủi con sao? Hoặc là nói đừng sợ, bố sẽ bảo vệ con ư? Không, con nghĩ bố sẽ không làm điều đó. Cho dù con có thế nào thì bố cũng sẽ không làm điều đó. Thời gian trôi đi, Trịnh Sảng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 16 tuổi. Cuộc đời của cô cũng thay đổi từ đó. Đến năm 2009, Trịnh Sảng trở thành một nữ diễn viên đầy triển vọng nhờ vào thành công của bộ phim Cùng Ngắm Sao Mưa Băng. Trịnh Sảng cũng hẹn hò với Trương Hàn nhờ bộ phim này, nhưng sau 5 năm họ đã chia tay và có vẻ như người đẹp sinh năm 1991 cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Trịnh Sảng không còn ngoan ngoãn hay nghiêm túc trong công việc nữa. Cô thường xuyên biến mất đột ngột khi đang quay phim. Cô nói rằng tính cách nội tâm của mình không thích hợp để trở thành diễn viên, để rồi vì việc này mà cãi nhau với mẹ. Từ đó, mọi việc bắt đầu đi theo chiều hướng xấu. Trịnh Sảng đã có tất cả mọi thứ, vinh quang, danh vọng cho đến tiền bạc. Tuy nhiên, chính những thứ này đã kìm hãm cô, khiến tính cách dần trở nên mất kiểm soát. Cô vô cùng khát khao sự an toàn và sợ thất bại, tự ti và tự tôn. Cô không thể hòa đồng với mọi người, làm ầm trên phim trường để mặc mộc và ăn mặc xòe xòa, tạo tên lên hot search để thu hút sự chú ý. Không thể nói tất cả mọi chuyện đều do bố mẹ Trịnh Sảng gây ra, bởi bên cạnh đó, những tác động từ môi trường bên ngoài cũng rất lớn. Với tính cách như thế, không ai giúp cô thay đổi và sửa chữa, Trịnh Sảng cuối cùng đã trở nên điên loạn. Bố của Trịnh Sảng luôn coi con gái là cỗ máy kiếm tiền. Ông cũng bắt đầu lợi dụng con gái cho những mục đích riêng của mình. Ban đầu, ông Trịnh dùng danh nghĩa của con gái để kinh doanh mặt nạ dưỡng da, nhưng mọi việc đều không thuận lợi và cuối cùng là thất bại. Sau đó, ông Trịnh lại tiếp tục mở quán lậu dưới danh nghĩa của Trịnh Sảng và việc làm ăn cũng chẳng mấy suôn sẻ. Thậm chí, ông còn sẵn sàng bán tin tức tình cảm của Trịnh Sảng cho bất kỳ netizen nào có thể trả khoản tiền mà ông mong muốn. Trịnh Sảng phụ thuộc vào bố mẹ, cô rất nghe lời từ việc để họ quản lý mọi hoạt động cho đến vấn đề yêu đương hẹn hò. Ở tuổi 30, Trịnh Sảng vẫn như một đứa trẻ nổi loạn, đến mức làm ra hành vi vi phạm pháp luật là thuê mang thai hộ và trái đạo đức là bỏ rơi con cái. Trang Sohu cho biết, có lẽ vì quá tin tưởng vào bố mẹ, nên khi họ bảo Trịnh Sảng bỏ con thì cô đã nghe theo mà không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Trịnh Sảng đã làm những việc trái với luân thường đạo lý, điều này chẳng ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng, khiến nữ diễn viên này trở nên điên loạn và có những hành động điên rồ ấy có lẽ xuất phát từ một tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ.